Vướng nghi vấn không ưa nhau, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My vừa được nhìn thấy có vài giây tương tác ngắn ngủi thể hiện rõ thái độ với đối phương. Đoạn clip ghi lại sự việc lập tức thu hút sự chú ý. Đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền là sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng nhất cuối tuần này. Dàn wax xinh đẹp dự đám cưới như Doãn Hải My, Quỳnh Anh, Yến Xuân, Uyên Kem cũng nhận được sự chú ý của dân tình. Lúc này, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My tiếp tục rơi vào tầm ngắm của netizen. Sở dĩ có sự chú ý là vì vợ hai cầu thủ nổi tiếng Quang Hải, Văn Hậu luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Trong các buổi tụ họp của tiểu thư Hà Thành và dàn wax như Mai Tố Uyên, vợ Thành Trung và Mai Hà Trang, vợ Hà Đức Trinh, càng không có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền. Thêm vào đó, một khoảnh khắc biểu cảm lạ của cô dâu Thanh Huyền khi chụp ảnh cùng Hải My hôm đám cưới ở Đông Anh cũng khiến cả hai vướng tin đồn khó chịu với nhau. Tuy nhiên, trong tiệc cưới tại nhà hàng sang trọng vừa qua, những lần chạm mặt của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My lại diễn ra vô cùng thoải mái, đáng yêu đập tan nghi vấn không ưa nhau. Điển hình như trong clip đăng tải trên mạng xã hội, khi đang di chuyển vào khu vực tổ chức lễ cưới, bà xã Quang Hải đã chỉ vào đôi giày cao gót mà vợ Văn Hậu đang mang và nói: "Nè, 15 phân, trời ơi má ơi, tôi đi giày bệt nè." Còn Doãn Hải My thì che miệng cười ngượng ngùng. Trước khi bước vào bên trong, Chu Thanh Huyền còn quay lại gọi Doãn Hải My và nhắc cô điều gì đó rồi mới đi tiếp. Sở dĩ cô dâu so độ cao của giày vì cả hai đều đang có em bé và cần chú ý di chuyển cẩn thận. Hành động của Chu Thanh Huyền vừa trêu đùa vừa nhắc nhở tiểu thư Hà Thành khiến dân tình vô cùng thích thú. Hải My với chị Huyền nói chuyện cười vui vậy mà người cứ đồn ác ý. Đấy, Hải My với Thanh Huyền nói chuyện vui vẻ vậy mà cứ đưa tin chia cắt tình cảm của người ta thân thiết cười đùa như thế mà cứ đồn không ưa nhau. Ngoài ra, trong một video khác, mẹ bầu Hải My còn rất nhiệt tình đứng tung hoa cho cô dâu Chu Thanh Huyền tiến vào sân khấu. Thêm nữa, nhiều netizen khẳng định cả hai cô nàng phải quý nhau lắm mới đến dự đám cưới đầy đủ cả hai nơi. Còn nhớ trước đó đám cưới Doãn Hải My thì Chu Thanh Huyền có mặt ở cả Thái Bình và Hà Nội. Lần này, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng chịu khó dự cả tiệc ở Đông Anh lẫn khách sạn 5 sao để chúc mừng vợ chồng Thanh Huyền, Quang Hải. Cũng trong bữa tiệc, tiền vệ gốc Đông Anh và bà xã đã thông báo về việc chuẩn bị đón con đầu lòng trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Cụ thể, cả hai đã cùng nhau mở hộp quà chứa nhiều quả bong bóng màu xanh với dòng chữ We Heart Boy, tạm dịch, chúng tôi đã có con trai. Trong khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ, Quang Hải không nén được xúc động nói với bạn đời: 3 năm trước, nếu em chưa biết thì việc anh tỏ tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 là hoàn toàn có ý đồ. Người ta viết ra thì chỉ có số 2, số 0 và số 1 nhưng với anh Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, có 102 đấy là điều thật lòng. Quang Hải và Chu Thanh Huyền có 3 năm hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi hôm 1 tháng 1, nhận giấy đăng ký kết hôn ngày 7 tháng 2 ngay trước Tết. Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000, có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội, cô kinh doanh tự do ngành hàng mỹ phẩm.